khi buồn phiền hãy đọc bài viết này đọc xong sẽ nguyễn miệng cười một đường nếu có lúc không thông thì ta sẽ chọn đi đường vòng hai tâm lúc không thoải mái thì ta xem nhẹ nó đi ba tình cảm nếu đã đến lúc rời bỏ nên để tùy duyên bốn có một số người rất hung ác thì nên quên đi năm có chút khổ sở chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy. 6. Có một vài khó khăn, cố gắng chút rồi sẽ vượt qua. 7. Có tổn thương đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường. 8. Đời người không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả. 9. Lớn lên chính là biết cách dùng nụ cười để đối diện với mọi việc. 10. Kỳ thực không có cái gì là không thể buông tay. 11. Thời gian trôi qua, khi ta nhìn lại, ta sẽ phát hiện những thứ mà ta tưởng sẽ không thể buông tay, chỉ như là một lực đẩy giúp ta trưởng thành. 12. Khi biết rằng mình vẫn còn có thể phấn đấu thì đừng bao giờ bỏ cuộc. 13. Bị từ chối thật khổ sở, nhưng hối hận sẽ càng khổ sở hơn. 14. Cho dù chính mình không vui vẻ, cũng tuyệt đối không đi quấy nhiễu hạnh phúc của người khác. Đây là nguyên tắc 15. Cho dù đánh mất tất cả cũng không được đánh mất nụ cười. 16. Khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn, đây được gọi là nhân sinh. 17. Năm tháng sẽ dạy ta học cách nhẫn nại, đừng phạm sai lầm của người khác, cũng đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. 18. Vận mệnh chỉ do mình nắm giữ, người khác không thể nắm được. 19 sau tất cả, người không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương. Người không cần phải thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp. Biết thỏa mãn, đó chính là hạnh phúc. 20. Cho đến cùng, nếu trong cuộc đời vẫn còn người yêu ta, hiểu ta, bao dung ta, lo lắng cho ta, thì ta chính là người hạnh phúc nhất rồi. 20 lối sống tự phá nát cuộc đời bạn, cần loại bỏ ngay. 1 học 5 phút lại quay ra chết Facebook, Insta, TikTok. hai Đọc sách thì ít, cứ khi nào đọc lại khoe trên mạng xã hội. 3. Đặt báo thức, đặt đi đặt lại, kỳ kèo 5 phút, 5 phút, 5 phút. Đến khi quá trễ, muốn vội vàng thức dậy chuẩn bị đi làm, đi học. 4. Nghịch điện thoại đến tận khuya, sáng dậy muộn. Cuộc sống không có kiểm soát. Cuộc đời trôi dạt như cây lục bình theo dòng nước. Đến đâu hay đến đó 5. Không ăn sáng Không tập thể dục 6. Cái bệnh Lúc nào cũng cho rằng Bạn tốt của mình không thể đối xử Với người khác tốt hơn mình 7. Lười dọn dẹp Phòng ốc bừa bộn hôi hám 8. Dễ dãi với người xa lạ Là suốt ngày nổi giận Với những người quan tâm mình 9. Tính cả nể Không biết cách nói câu từ chối 10 người ta cho cái kẹo, bạn đã quên ngay cái tác người ta vừa tặng bạn. 11. Bắt người khác chờ mình, rồi còn làm cái gì cũng chậm rì rì. 12. Có một kiểu con gái, bản thân lười không trang điểm, trước khi ngủ không rửa mặt, nhưng lúc nào cũng nghĩ người khác đẹp là do trang điểm. Cái gì cũng tại bạn biết trang điểm, tôi không biết trang điểm. Tôi biết trang điểm cũng là do tôi dậy sớm hơn bạn một tiếng, đi ngủ sớm hơn bạn một tiếng, đừng suốt ngày hạ thấp người khác, chỉ khiến người khác không thích bạn thôi. Lười quá là không được đâu. 13. Thích đánh giá, bình phẩm người khác, suy bụng ta ra bụng người. Người ta mua đôi dép, bạn thấy xấu. Người ta mặc cái áo mới, bạn thấy xấu. Người ta trang điểm, bạn thấy xấu. Người ta thích một người, bạn thấy xấu. Đã có ai nói với bạn rằng bạn mới là người xấu nhất chưa? 14. Mỗi lần gặp người nào nói, tính mình thích nói thẳng, cậu thông cảm nha. Mình chỉ muốn trực tiếp cho cậu ta một cái bặt tay, sau đó nói, tính tôi thích đánh nhau, cậu nhịn một tí là hết ấy mà. 15. Con gái có cái tật, cứ nói chuyện lâu với một người là sẽ thích người ta. 16. Tùy tiện dùng đồ đạc của người khác khi chưa xin phép. Đừng tùy tiện như thế, kể cả là bạn thân, bạn cùng phòng. 17. Trong khi có người khác xem hoặc nghe gì thì đeo tai nghe vào. 18. Họa từ miệng mà ra, nên trước hết hãy quản cái miệng mình cho tốt. 19. Việc gì cũng trì hoãn, đến sát đích lai like mới bắt đầu làm. 20. Không bao giờ đúng giờ. 6 biểu hiện của mối quan hệ tiêu cực, tránh xa, kẻo xuống hố. 1 những người bạn chỉ dành thời gian cho bạn nếu điều đó thuận tiện hoặc mang lại lợi ích nhất định cho họ tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt còn bỏ tiền thì còn nước uống không bỏ tiền thì nước sẽ không ra cho nên đừng lãng phí thời gian với người chỉ muốn bạn ở bên những lúc thuận tiện cho họ rõ ràng bạn không nên ép buộc người khác dành thời gian cho mình bởi lẽ nếu thật sự quan tâm đến bạn họ sẽ vui vẻ làm điều đó việc duy trì mối quan hệ với một người không trân trọng giá trị của bạn không phải là trung thành mà là ngốc nghếch đừng bao giờ cầu cạnh người khác chú ý đến mình hãy tự nhận thức giá trị của bản thân và rời bỏ một mối quan hệ nếu điều đó là điều nên làm hai những kẻ dùng quá khứ để phán xét và chống lại bạn một số người sẽ không chấp nhận rằng con người bạn đã thay đổi rằng bạn từng phạm sai lầm trong quá khứ có lẽ họ không thể chấp nhận sự thật rằng bạn đang trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống nên họ cố dùng quá khứ để níu chân bạn đừng tiếp tay cho họ bằng cách công nhận hành vi tiêu cực của họ hãy cứ hiên ngang bước về phía trước cố gắng níu giữ quá khứ không thể thay đổi là một việc lãng phí năng lượng và chẳng hề giúp cuộc sống hiện tại của bạn tốt đẹp hơn nếu một người luôn dựa trên quá khứ để phán xét và chống lại bạn thì hãy suy xét mối quan hệ đó xem bạn có thực sự cần trân trọng hay không. Nên nhớ, một người bạn thật sự có thể biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng sẽ vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời. 3. Bạn cảm thấy bị mắc kẹt một mối quan hệ lành mạnh giống như một cánh cửa luôn để mở để các thành viên trong đó cảm thấy thoải mái và không bó buộc tù túng bởi các mối quan hệ chỉ có thể phát triển trong môi trường không bị kìm hãm. Bạn có thể đến và đi tùy ý, nhưng bạn lựa chọn ở lại vì đó là nơi bạn muốn ở lại. Nếu bạn không muốn trở thành một phần cuộc sống của ai đó, thì dù người đó có để cửa mở, bạn cũng không muốn bước vào. Còn nếu có người đóng hết cửa lại, hòng nhốt bạn trong mối quan hệ mà bạn không nguyện ý, thì đã đến lúc bạn cần phải giải thoát cho chính mình. 4 họ muốn bạn trở thành người khác nếu có người muốn bạn trở thành một người khác hãy lùi lại một bước thả mất đi một mối quan hệ để được lại chính mình còn hơn là cố níu giữ nó bằng cách hành động trái với bản chất thật của mình việc đau buồn một chút và gặp gỡ người bạn mới thì dễ dàng hơn là chắp phá những mảnh bản sắc tan vỡ của bản thân lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống nơi một người từng tồn tại thì đơn giản hơn việc khỏa lấp khoảng trống trong chính tâm hồn nơi con người bạn từng hiện hữu. Nếu bạn cho phép người khác định nghĩa giấc mơ và khả năng của mình thì tức là bạn cho họ quyền kéo bạn thụt lùi, nhục chí. Thành tựu bạn có thể đạt được không phải là điều người khác cho rằng bạn có thể mà phụ thuộc vào lựa chọn, tâm huyết, thời gian và nỗ lực của bạn. Người ta sẽ đưa ra đủ điều giả định về điều bạn có thể và không thể làm hãy vượt qua những suy đoán và giới hạn tinh thần của người khác và kết nối với viễn cảnh tốt đẹp nhất về cuộc đời của bạn trong tương lai cuộc sống là một hành trình mở và thành quả của bạn đến từ điều bạn khát khao và nỗ lực chinh phục cuộc đời ngắn ngủi lắm đừng sống cuộc đời của người khác vì vậy đừng lo lắng về điều người khác nghĩ hãy cứ sống thật với chính mình hãy dành thời gian cho người nhìn nhận đúng bản chất con người bạn chứ không phải theo cách họ muốn bạn trở thành. Dành nhiều thời gian hơn nữa bên người thật sự hiểu bạn, người yêu thương và tôn trọng bạn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 5. Sự tiêu cực của họ đang lây nhiễm sang bạn. Những người tiêu cực trong đời bạn không chỉ cư xử tồi tệ với bạn mà còn với tất cả những người họ tiếp xúc. Điều họ nói và làm phản ánh thực tế của bản thân họ, những vấn đề nội tâm của chính họ quan trọng là bạn không nên để trong lòng hành động và lời nói của người tiêu cực. Dù không có quyền kiểm soát lời họ nói và điều họ làm, bạn hoàn toàn có quyền quyết định có cho phép lời nói và hành động đó tác động đến mình hay không. Bạn là người duy nhất có thể ngăn lời nói và hành động độc địa của họ xâm nhập vào trái tim và tâm trí mình. Nếu những người này làm bạn tức giận, hãy thư giãn và cho mình một chút không gian hít thở điều tích cực sẽ đến khi bạn tách mình ra khỏi những người tiêu cực. Làm như vậy không có nghĩa là bạn ghét họ hay xa lánh họ, mà đơn giản là bạn tôn trọng chính mình. 6. Họ quá ganh tị với những gì bạn có Ghen tị một chút làm cuộc sống này thi vị hơn, nhưng một khi ai đó ghen tị quá mức với những gì bạn có, thì rất có thể điều họ thật sự muốn là giành lấy những thứ đó từ tay bạn. Lòng ganh tị quá mức không nói lên mức độ ngưỡng mộ của họ dành cho bạn, mà nó thể hiện rằng họ rất chán ghét bản thân mình. Thường thì không có tình yêu, lời hứa hay bằng chứng gì nơi bạn có thể giúp họ cảm thấy tự tin và bản thân hơn. Chính họ phải là người hàn gắn những mảnh vỡ tâm hồn của mình. Hạnh phúc suy cho cùng là một công việc nội tâm. Những người bạn giống như những ngôi sao, họ đến rồi đi, nhưng những người ở lại mới là những người tỏa sáng. Vì vậy, hãy sáng suốt trong những mối quan hệ của mình bạn nhé. Bạn học được gì từ xã hội ngày nay? một Trong mắt những người bình thường, tiền vô cùng quan trọng. 20 tuổi là tuổi làm giàu thoát kiếp nghèo, chứ không phải thoát kiếp FA. 2. Đừng bao giờ làm người thành thật quá, nếu không bản thân sẽ dần bị đẩy lùi xuống đáy xã hội, cả thế giới đều bắt nạt mình. 3. Cái gì giải quyết bằng tiền được thì cứ dùng tiền, đừng bao giờ tùy tiện lấy tấm lòng ra dùng. 4. Từ chối người khác cũng là một bài học, phải học cách nói không, không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình, không cần làm những việc mà mình không muốn làm. 5. Nếu cứ để ý người khác ăn ở ra sao nhiều quá, bản thân sẽ dần biến thành cái sọt. Người khác thả cái gì cũng đều nhận hết. 6. Đổ thừa hoàn cảnh chẳng có tác dụng gì cả. Nếu không chịu được thì hãy có phấn đấu để thoát khỏi cái vòng tròn lẫn quẩn đó. 7. Đừng quá tin lời hay ý đẹp, cũng đừng quá để tâm lời qua tiếng lại. 8. Đừng có hở tí là tỏ thái độ này nọ, bộ tưởng cả thế giới này đều là mẹ mình à. 9. Vô duyên và vui tính là hai chuyện khác nhau. Nói thẳng và thẳng thắn là hai chuyện khác nhau. Vô học và vô tư là hai chuyện khác nhau. Công tư phân minh và ngay thẳng là hai chuyện khác nhau. 10. Niềm vui chia sẻ sai người sẽ biến thành khoe khoang, khó khăn chia sẻ sai người sẽ biến thành đạo đức giả, có khi còn là chuyện cười. 11. Không cần tranh luận với người không cùng đẳng cấp. 12. Đừng cho rằng ai cũng là người hùng của mình, chỉ có mình mới cứu được mình.